1, 5, 5, 3, 8, to, to lớn, bộ không, khẩu là cái miệng, 7, trắng, mã, ngựa, con ngựa, nữ, nữ. Này, bái mã, con ngựa trắng, to khẩu, miệng to, là một ngụm to. Này, to mã, con ngựa to, ngựa to, con ngựa lớn. Bù bái, không trắng. Này, này ghép thêm cái chữ to, bố to, không to, không to. Này nó sang bài thứ hai, thứ hai. Này trước hết thì chúng ta cũng luyện đọc cái từ đơn. Này, mà các bạn đọc theo tôi. Chữ thứ nhất là can. 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 Phang. 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 Bẩn. 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 Mẫn, mẫn, tung, 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 thủng, thủng, phản, 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 cung, cung, cung. Chữ tiếp theo cũng đọc là cung, âm hai âm giống nhau, chữ nó khác nhau, chữ hai nó khác nhau. Chữ tiếp theo ban, ban. Chữ tiếp theo ba, ba. Chữ thế nào? Nỉ, nỉ. Chữ thế nào? Hảo, hảo, hảo. Ma, ma, ma. Ba, ba, ba. Này, chúng ta quay trở lại từ thứ nhất. Này, cưa, ghép nhầm ăn, dấu thứ tư, động, ta đã ghép vô động là can, can, can là làm, làm. Làm việc gì đó, làm công việc gì đó. Này thế nào? Am phua, ghép nhầm ăn, dấu ngang, dấu một. Chúng ta đọc là phang, phang, phương, phương hướng, phương. Chữ tiếp theo, âm phua, ghép nhầm ân, dấu ba, nó đọc bẩn, bẩn, cuốn quyển, cuốn quyển, nó là lượng từ cho cái sách, là từ điển, là tạp chí, những cái loại mà đóng thành cuốn, thành quyển, thì nó sẽ dùng với cái lượng từ là bẩn.
chữ nè mua ghép nhầm ân dấu hai đọc là mẫn 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 là cửa cửa cái cửa à, mấy việc nó là môn nhưng mà cái từ này cũng có thể làm lượng từ cho môn học một môn học hai môn học ba môn học gì đó thì nó cũng có thể làm lượng từ danh từ nó sẽ là cái cửa chữ làm tưa ghép nhau ung nó là tôn dấu ngang dấu một thanh một nó tôn đông phía đông chữ tiếp theo âm thưa ghép dùm ôn dấu hai thủng thủng nó đồng đồng cùng biểu thị giống cùng đồng chữ đến hạ phản phua ghép nhầm ăn dấu ba phản 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 ngược lại phản lại ngược lại phản nhảy chữ tiếp theo cung cung làm cưa ghép nhầm ung dấu một cung công việc công công việc làm việc ngành chuyện tiếp theo cũng đọc là cung cung đây là công công cộng công cộng này em mua ghép nhầm ăn thành thứ tự đó là bạn 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 là xử lý làm đây chủ yếu là xử lý công văn giấy tờ xử lý hành chánh bạn xử lý hồ sơ thủ tục giấy tờ bạn ngay chỉ nên là ba ba này nó đứng một mình thì nó không có nghĩa không có nghĩa nỉ nưa ghép thêm y dấu ba nỉ nỉ bạn anh chị nói chung là người đối diện với mình người đối diện người nói trực tiếp với mình ngôi thứ hai chữ ít có nghĩa là đồng nghĩa với chữ vô trong tiếng Anh chữ thế nào khơ ghép nhầm ao dấu ba là khảo khảo nhớ âm khơ âm cổ họng âm cổ họng cho nên mình cọ sát ở cái chỗ cổ họng khơ 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 ghép nhầm ao khảo khảo nhưng khảo tốt khỏe tốt khỏe ngày như nào âm mua ghép nhầm âm a ma đây không giấu cho nên ta đọc nhẹ ngắn ma ma thì chữ ma này là trợ từ nó thường dùng đặt ở sau câu khẳng định câu kể để tạo thành câu hỏi có không phải không nhưng mà nỉ khổ ma nỉ khổ ma là thành câu hỏi bạn có khỏe không ngày chữ thế nào qua ghép nhầm a pa không dấu là đọc nhẹ ngắn pa pa ngày chữ pa này là cũng là trợ từ thường đặt ở cuối câu khẳng định để biểu thị sai khiến yêu cầu thỉnh cầu nào
Hoặc đôi lúc nó cũng có thể tạo thành câu hỏi để xác định lại cái vấn đề nào đó. Chúng ta đã phán đoán, cái người nói đã phán đoán biết phần nào rồi, nhưng mà muốn xác định lại, hỏi để xác định lại, chứ không hỏi để biết thêm thông tin. Không biết mà đi hỏi, nếu không biết thông tin mà đi hỏi thì chúng ta sử dụng chữ ma, chữ ma. Còn chữ pa nếu dùng trong câu hỏi thì nó mang ý nghĩa là xác định là vấn đề đó. Nếu họ pa, nếu họ pa, bạn khỏe chứ, bạn vẫn khỏe chứ, tức là cũng đoán được là bạn đã khỏe, bạn có khỏe. Nào là trong sai khiến biểu, sai biểu. Như nói ni pan ba, ni pan ba, bạn làm đi, bạn làm đi, ni pan ba, bạn làm đi. Đây, đó là những cái từ đơn trong cái bài thứ hai. Đây, chúng ta đọc lại các từ đơn này. Can, can, phong, phong, bẩn, bẩn, mẫn, mẫn, tôn, tôn, thủng, thủng, phản, phản, cung, 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 bạn, bạn, ba, ba, nỉ, nỉ, khó, khó, ma, ma, ba, ba,